chị kể cho em, hôm nay chị kể cho em một câu chuyện nữa đi. Ừ được rồi, chị sẽ kể cho Ngọc Ruby nghe một câu chuyện cổ tích rất hay và ý nghĩa trong ngày hôm nay nha. Và trước tiên kể chuyện thì chị có một bông hoa muốn đố Ngọc Ruby. Ngọc Ruby có thích, Ngọc Ruby có biết bông hoa này là bông hoa gì không? Bông hoa cúc trắng. Đúng rồi. Và câu chuyện hôm nay chị kể cho Ngọc Ruby cũng liên quan đến bông hoa cúc trắng này đấy. Và Ngọc Ruby hãy nghe câu chuyện này để học ra được bài học quý giá nha. Câu chuyện đó mang tên là Sự tích hoa cúc trắng. Và câu chuyện này cũng giải đáp cho chúng ta biết sự ra đời của bông hoa cúc trắng này đấy em ạ. Xưa ở một ngôi nàng nọ có hai mẹ con nhà kia sống với nhau trong một túp lều nhỏ. Hàng ngày họ đi làm thuê để nuôi nhau qua ngày. Một hôm vì quá mệt nhọc nên người mẹ đã bị cảm nặng. Mẹ cũng là chị thôi. Mẹ nhanh về bệnh cho mẹ. Bà con cố lên mẹ sẽ khỏi bệnh thôi. Mẹ cố gắng mẹ nhé. Con bây giờ cảm thấy như mình cũng có thể về chơi cho mẹ. Mẹ ơi mẹ cố gắng chống khỏi. Và cô bé hốt hoảng chạy đi tìm thầy thuốc đến chữa hộ mẹ. Cuối cùng tìm được một ông thầy lang. Làm sao cháu khóc thế? Ông là ai? Ta là Bụt đây. Vậy sao? Có chuyện gì cháu kể cho ta nghe đi. Vậy à, ta sẽ giúp cháu. Cháu hãy vào rừng tìm một bông hoa cúc trắng. Khi đấy mẹ cháu sẽ được cứu sống. Nhưng cháu nhớ rằng đường vào rừng vô cùng nguy hiểm và khó đi. Cháu phải đi cẩn thận và nhanh về với mẹ cháu nha. Cháu cảm ơn ông Bụt. Cháu đi đi, không trời sắp tối rồi. Cô bé vội vã xin phép mẹ cho đi tìm bông hoa cúc trắng để chữa bệnh cho mẹ. Lúc đầu mẹ không cho, rồi về sau mẹ cứ lăn lộn mãi, mẹ không đồng ý. Mẹ ơi, mẹ ơi. Không được gì con, thế hả con? Giờ lại con ngồi ở kia, con nghe tiếng ông Bụt bảo là bông hoa cúc trắng sẽ chữa khỏi bệnh của mẹ. Vậy thì mẹ cho con lên rừng bông hoa cúc trắng nha. Lên rừng á? Vâng. Ồ, lên rừng thì nguy hiểm lắm con ạ. Con còn nhỏ, con không đi được đâu. Thôi con hãy ở nhà với mẹ cũng được. Mẹ ốm rồi mẹ sẽ khỏi con ạ. Đi, mẹ cho con đi mà con muốn bị khổ ngay rồi đó. Cháu nhớ rằng Mỗi cánh hoa mẹ cháu sẽ sống được thêm một ngày thôi cháu nhá. Vậy sao ăn trắng có 4 cánh, có nghĩa là mẹ của bạn nói đấy thì nó được 4 ngày thôi hả chị? Rồi, nhưng mà vì cô bé quá hiếu thảo với mẹ cho nên cô bé đang nghĩ ra một cách để mẹ của mình sống với mình được lâu hơn. Em có biết đó là cách gì không hả Ngọc Ruby? Em không. Được rồi cô bé đếm chỉ có 4 cánh. Cô rất hốt hoảng và buồn rầu. Cô liền nghĩ rằng trời ơi, bông hoa này chỉ có 4 cánh thôi sao? Vậy là mẹ mình sẽ chỉ sống được 4 ngày nữa thôi. Cô bé khóc rồi. Sau đó cô đã nghĩ ra một cách. Cô trốn sau gốc cây rồi xé từng cánh hoa ra thành những cánh hoa nhỏ xíu rất là nhiều. Khi không đếm xuể được nữa, cô bé rất vui sướng. Cô đi về rồi để mình đếm coi. Trắng này, 2 cánh, 3 cánh, 4 cánh. Giờ mình đã chỉ sống được 4 ngày nữa thôi. À, mình biết rồi. Chuyện chị